Xin chào chị, để em lên thêm cây gọng kính Nhật anh chị ha. Cái này hàng đấu giá, cái này mắt đang có độ rồi. Hàng của Polis. Cái này gọng Titan anh chị ha. À, chất gọng này cũng còn khá là mới, mắt thì đang có độ. Này không rõ là bao nhiêu độ. Cái này thì chủ yếu về các anh chị lấy gọng để thay mắt anh chị ha. Chính hãng đấu Nhật đấy. Thôi, anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho em 090 2277 552. Em cảm ơn.